Sáng ngày 5 tháng 8, một vụ cháy nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn LC Buffalo chuyên sản xuất dầu điều ở khu phố Bầu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, khi hai thợ cơ khí của công ty đang thực hiện bảo trì lò hơi, bất ngờ một lò hơi phát nổ, gây ra vụ cháy lớn, lan rộng ra các khu vực nhà xưởng, làm hàng trăm công nhân hoảng loạn bỏ chạy. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án dập lửa. Ghi nhận tại hiện trường, bên trong lửa cháy dữ dội, cột khói bốc cao hàng trăm mét. Lực lượng chức năng rất nỗ lực để khống chế đám cháy, một số chiến sĩ phải mặc đồ bảo hộ chuyên dụng. Có nhiều xe cứu thương đã được điều đến hiện trường và rời đi sau đó. Xung quanh khu vực công ty, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa, không cho người dân tiếp cận gần hiện trường, đảm bảo an toàn. Theo ghi nhận, đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ít nhất một thợ bảo trì đã tử vong. Các lực lượng chức năng đang tập hợp lại công nhân để kiểm tra quân số, thống kê thiệt hại.